Và em tiếp tục là lên hoa hậu nữa cho các bác cùng xem nhé. Đó là một âm ly rất là tầm tiền, được rất là nhiều các bác chơi loa Mỹ, loa châu Âu, loa Nhật yêu thích. Đó là con Lukman L309. Con này mới về trong sáng ngày hôm nay, gọi là mới long lanh luôn nha các bác. Em thì báo giá luôn để tiện các bác mình cân đối luôn. Giá thì rất là tốt, 18 triệu nha các bác. Em mời các bác cùng xem nha. Đấy, không thấy sự óng ánh không? Máy bên đây là máy chất bãi chưa qua tay người siêu Việt Nam, máy từ bên Nhật về, em đấu mạng Nhật về. Các bác thấy được cái độ mới không? Độ mới cái từng chi tiết của sản phẩm luôn, chi tiết của nấm nút hay là mạch. Các bác thấy độ óng ánh này đấy, thấy chưa? Rất là đẹp luôn nha. Vỏ gỗ thì con này vỏ gỗ sáng tuyệt vời luôn, dây nguồn theo máy nè các bác. Đấy, 18 triệu đã bao gồm phí ship, nếu chiên khoảng đủ em bớt 200 là còn 17 triệu 800. Các bác là đã sở hữu một con âm ly Lukman 309 rất là hay, đánh L100 Canterbury 4312 và những dòng loa của JBL Bass 30, 25 vân vân, dòng loa Nhật, Pioneer, Sansui, kể cả những dòng loa cây. Đây là phía cạnh không? Đây các bác thấy đồ đẹp đó nha. Máy bên em tuyển là những sản phẩm hàng tuyển rất là kỹ để phục vụ các bác là vừa nghe vừa nhìn chứ không phải là nghe không. Nghe không là xưa rồi các bác, hồi xưa thì chỉ cần nghe thôi. Nhưng bây giờ thì nó rất là trau chuốt. Các bác cũng như em thích chơi thì một sản phẩm nó phải đẹp, nghe hay thì nó đẹp một tí, vừa nghe vừa trưng bày. Thì vậy những cái dòng này là mình để thường thường là để phòng khách hoặc là một cái phòng audio rất là sang trọng, đầu tư khá là khá tiền đấy các bác. Nên là những cái sản phẩm nó phải đạt tiêu chí bên em đưa về để phục vụ các bác. Tại 200 loa 250W, những dòng này chạy sò sách vẫn được bao về mỗi cầu loa là mỗi cầu chì bằng tăng nhiệt seri là 0327 này. Đấy, có thấy những cái con ốc không mà trong tròn như thế này, nó quá mới rồi. Đường thi đầu vào này, số A1 A2. Rồi giờ em sẽ mở và lôi cái máy ra để các bạn cùng xem nha, nội thất bên trong. Tám triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Vâng, mời các bác cùng xem. Bác nào mình sưu tầm mà mua trúng được trúng cái con này, em gọi là phải là quá là may mắn các bác. Em nói thì cho những con thùng xốp chưa chắc gì đẹp về con này. Con này đẹp như sức sức sướng đấy. Đây, các bác thấy là khít, nó là khít luôn. Từ cái nhựa thường thường, các bác có thấy những cái con lần đầu tiên em về được cái con, thấy con nó mới như thế này quá. Kể cả những con thùng xốp chưa mới bằng con này luôn, các bác nhìn cái nhựa này, nhựa thường thường mấy con này thì sao nó sẽ ngả vàng lắm, con này trắng tinh luôn. Đây, khiếp rồi. Có thể chu chà 18 triệu quá, có nhanh tè alo lấy nha. 7 màu luôn này, ghê chưa? Con này 4 cầu điện luôn nha các bác. Đấy, 4 con Toshiba chữ đỏ nha. Đấy. Đẹp quá các bác, nói chung là đẹp quá. Bác nào lấy được con này quá may mắn nha. Em nói là quá may mắn luôn. Không phải lúc nào nó cũng có được những con như thế này đâu. 18 triệu chuyển khoản đủ thì nó còn là 17 triệu 800. Chù, các bác thấy kiếp thiệt. Con này các bác lấy thì alo cho em qua hai số điện thoại này. Gọi là cực kỳ may mắn và các bác có đẹp con thứ hai bây giờ là không có, dù có mua 20 hay là 30 triệu cũng không có con như thế này đâu. Mỗi con nó có một cái nét khác nhau, 9, 10, 8, 10 vân vân, không có con nào giống con nào hết. Nhưng là lâu lâu nó có được con như thế này là gọi là quá tuyệt vời. Ôi dồi ôi luôn các bác. Rồi thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Thì nó cũng vui thế thôi, nói chung là rất là mới, từ cho bên trong cho đến bên ngoài, nó quá đẹp. Bác nào lấy alo cho em nha. Nhớ đăng ký kênh của em và để cập nhật những video mới nhất.